Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Tác dụng thần kỳ của loài trâu trẻ bèo, người Việt nào cũng từng ăn. Đây là loài trâu vô cùng phổ biến với mức giá bình dân, nhưng những lợi ích sức khỏe nhận được lại vô cùng tuyệt vời. Giúp xương chắc khỏe. Cải chip có hàm lượng khoáng chất phong phú như magie, sắt, canxi và kẽm, có tác động trực tiếp đến việc cải thiện sức khỏe của xương. Ăn cải chip thường xuyên sẽ có tác động tích cực đến cấu trúc và mật độ của xương. Điều này giúp ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh loãng xương, cũng như hạn chế các bệnh về xương liên quan đến tuổi tác. Sự kết hợp của hàm lượng vitamin K và canxi trong lá rau cũng giúp làm giảm nguy cơ gãy xương, vì nó thúc đẩy sự phát triển cân bằng của xương. Hạ huyết áp. Hàm lượng kali, canxi và magie cao trong cải chip giúp giảm huyết áp cao một cách tự nhiên. Kali trong rau hoạt động như một thuốc giãn mạch, do đó làm giảm căng thẳng trong các mạch máu. Tăng cường sức khỏe tim mạch. Sự kết hợp của phốt pho, magie, folate, kali, vitamin C, vitamin B6 và chất xơ trong lá xanh rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Các khoáng chất trong lá hoạt động bằng cách loại bỏ các độc tố và cholesterol từ các động mạch. Tương tự như vậy, nó hỗ trợ giảm mức homocysteine trong máu, có thể gây ra các vấn đề tim mạch khác nhau. Giảm viêm. Cải chip chứa choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp giảm mức độ viêm. Nó cũng có tác dụng hạn chế sự khởi đầu của các vấn đề liên quan đến viêm như đau khớp và viêm khớp. Tăng cường khả năng miễn dịch. Lá xanh có hàm lượng vitamin C cao, rất quan trọng trong việc cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch. Hàm lượng vitamin C trong cải chip hỗ trợ việc kích thích sản xuất tế bào bạch cầu. Là một chất chống oxy hóa, nó cũng giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính cũng như stress oxy hóa. Cải thiện tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ trong cải chip có lợi trong việc hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Ăn loại rau này thường xuyên không chỉ cải thiện quá trình mà còn có tác dụng điều trị rối loạn tiêu hóa. Loại bỏ các gốc tự do. Các hợp chất dựa trên lignin như isothiocyanate có trong cải chip chuyển thành glucosinolate khi tiêu thụ và thúc đẩy loại bỏ các gốc tự do gây ung thư. Các loại rau họ cải được biết đến với đặc tính chống ung thư, và các nghiên cứu đã tiết lộ tác động của nó đối với việc giảm nguy cơ ung thư phổi, tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết. Điều trị thiếu máu. Hàm lượng folate cao trong rau họ cải giúp cải thiện hấp thu sắt, từ đó nâng cao sản xuất của các tế bào hồng cầu. Nó cũng có một hàm lượng sắt tốt, do đó giữ mức độ ổn định của hemoglobin. Cải thiện sức khỏe của mắt. Các beta-carotene, selenium, vitamin K và vitamin C trong cải chip phối hợp với nhau trong việc cải thiện và duy trì sức khỏe của mắt. Các retinoid trong lá xanh hoạt động như một hàng rào bảo vệ cho đường vành của mắt. Hàm lượng vitamin A cao giúp ngăn ngừa sự phát triển của stress oxy hóa ở võng mạc, cũng như thoái hóa điểm vàng, ngăn ngừa đục thủy tinh thể và tăng nhãn ép. Ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh. Dầu phức hợp vitamin B như folate, rau cải chip có lợi trong việc ngăn ngừa sự phát triển của khuyết tật ở thai nhi. Nó hỗ trợ quá trình phân chia và phát triển tế bào, do đó làm giảm khả năng bị khuyết tật bẩm sinh như trẻ sơ sinh thiếu cân hoặc dị tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. Hỗ trợ chữa bệnh nhanh. Hàm lượng vitamin K trong loại rau này cùng với các tính chất khác cũng được biết đến là một tác nhân đông máu. Thường xuyên ăn cải chip giảm nguy cơ chảy máu quá mức, chẳng hạn như phẫu thuật hoặc chấn thương. Nó có lợi cho bệnh trí hoặc kinh nguyệt quá nhiều một cách bất thường. Cải thiện lưu thông máu. Cải chip rất giàu sắt, có tác động tích cực trong việc tăng các tế bào hồng cầu. Tương tự như vậy,
hàm lượng sắt đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện lưu thông máu. Điều trị bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng các loại rau họ cải có tác động tích cực đến bệnh tiểu đường vì nó giúp duy trì lượng đường ổn định. Tốt cho da. Đây là một nguồn vitamin C tuyệt vời, vô cùng có lợi cho làn da của bạn. Collagen được sản xuất bởi vitamin C, giữ cho làn da ngậm nước và trẻ hóa.